Hà Nội, thành phố hơn 7 triệu dân, với hơn 700.000 ngôi nhà cũ và mới. Thành phố xứ nhiệt đới gió mùa, với mùa nóng, mùa lạnh, với mùa nắng, mùa mưa và mùa lụt. Những ngôi nhà ống, nhà lô phố là một không gian sống đặc trưng của người dân ở đô thị lớn và đông dân như Hà Nội. Vẻ ngoài của chúng không khác nhau nhiều, trong khi bên trong, những giải pháp về kiến trúc cũng không có gì khác biệt. Nóng, tối và bức bí là những đặc tính chung. Chúng đang rất cần những giải pháp kiến trúc xanh, nơi gió và ánh sáng được điều hòa, nơi con người có thể cảm nhận được sự hiện diện của tự nhiên. Chúng ta không nghĩ đơn giản việc xanh hóa nó chỉ đơn giản là liên quan đến cây cối, mà tôi nghĩ là nó bắt đầu từ cái việc mà chúng ta thiết kế vấn đề công năng của mỗi ngôi nhà. Khi như chúng ta có thể giải quyết được một cái sân, một cái vườn, hay chúng ta giải quyết được một vài không gian chúng ta trồng cây, nhưng chúng ta không giải quyết được vấn đề khí hậu cũng như cái công năng hay các lối giao thông, hành lang khí trong ngôi nhà, thì cái vấn đề đấy nó không phải là vấn đề mà chúng ta nghĩ nó đơn giản, nó là vấn đề xanh hóa. Tùy theo từng những cái vị trí nhất định mà chúng ta có giải pháp phù hợp. Ví dụ như hướng Tây thì chúng ta có thể có giải pháp chắn nắng này. Chắn nắng thì có các cái loại giải pháp cụ thể như sau: dùng tường chắn nắng này, dùng những cái lam chắn nắng bằng có thể bằng gỗ, bằng những vật liệu khác chẳng hạn, dùng lam chắn nắng này, dùng các loại kính, bây giờ có những kính công nghệ cao, kính hai lớp ấy, thì là đã hạn chế được đáng kể cái bức xạ mặt trời chiếu vào trong công trình, và chúng ta có thể điều tiết được cái nhiệt độ ở trong nhà một cách vừa phải và phù hợp với cái tâm sinh lý của con người. Ngôi nhà, nơi chúng ta sống và gắn bó hàng ngày, sẽ quy định thói quen sinh hoạt. Nó có tác động đến sức khỏe, cảm xúc, trạng thái tâm lý, nếp sống và thẩm mỹ của mỗi thành viên sống trong không gian đó. Không gian sống, ở một khía cạnh nào đó, không chỉ đơn thuần là những bức tường bao, chỗ trú mưa, trú nắng cho chúng ta, mà nó còn là một không gian sống động trong sự tương tác của con người đối với đời sống thiên nhiên. Một ngày được bắt đầu từ không gian phòng ngủ với cửa rộng, một mái hiên cách điệu như hiên trước những ngôi nhà trong phố cổ. Nguồn ánh sáng tự nhiên chan hòa ấy đem lại cho con người tràn đầy cảm hứng và sinh lực để bắt đầu một ngày mới. Cả ngôi nhà thì mình cố gắng làm tất cả các thứ nó rất là nhẹ nhàng, nó không có những không gian, những đường góc cạnh. Mình không muốn cái ngôi nhà của mình nó thành cái bảo tàng, mà muốn nó có cuộc sống, nó có thể thay đổi. Và con người sống trong đấy nó cũng sẽ thay đổi dần dần cái không gian của mình tự sống. Ánh nắng có thể chiếu sáng đến không gian phụ nhờ một giếng trời phụ với kích thước các chiều là 0,6 x 3 mét. Những khu phụ được đẩy hết về mặt phía tây để tạo ra một lớp cách nhiệt cho không gian phòng ngủ. Giếng trời chính ngôi nhà có kích thước 7,5m x 2,4m. Với một ngôi nhà có chiều dài là 23m, chiều rộng là 4,8m, đây là một không gian chiếm khá nhiều diện tích, kết hợp với một hành lang rộng rãi, vừa là không gian trung chuyển, vừa là nơi có thể dừng chân. Một không gian rất cộng đồng trong ngôi nhà. Ở giữa nhà thì có một cái giếng trời rất là lớn. Cái giếng trời này nó vừa là cái lá phổi của, gần như là một cái lá phổi của toàn ngôi nhà. Nó cung cấp ánh sáng, không khí, và nó cũng là cái chỗ để mình trồng các loại cây xanh bóng mát. Tất cả khu giếng trời, tất cả cái không gian, khu cửa sổ của các phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung hay là phòng làm việc thì là đều có những khoảng cây xanh. Ánh sáng từ giếng trời hiện diện gần như liên tục ở đây. Trong một ngày,
và trong một năm. Phòng ngủ cái phần cửa kính mình mở rộng gần như là tương đối lớn ra không gian thông tầng, và không gian thông tầng của mình thì ở trên là mái kính nên ánh sáng buổi sáng sớm nó có thể chiếu được cho vào trong phòng. Khi mà cần có sự riêng tư và cần ví dụ như là cần ngủ buổi trưa chẳng hạn, mình chỉ cần kéo cái rèm vào cái là tất cả trong phòng là tối và mọi người có thể ngủ trưa mà không ảnh hưởng đến ánh sáng, bởi vì khi ngủ là mọi người cần phải có sự riêng tư và ánh sáng nó phải vừa để mọi người ngủ chứ không ánh sáng quá gắt được. Nhiều thế hệ trong gia đình mà nhất là bây giờ nó thay đổi rất là nhiều, giới trẻ hay là người già là có nhu cầu khác nhau, mỗi người có nhu cầu khác nhau, như ông bà bố mẹ thì lại có nhu cầu khác, thanh niên trẻ con thì lại có nhu cầu khác, đâm ra tất cả không gian sinh hoạt ấy mà nó phải đáp ứng những cái nhu cầu của từng cá nhân riêng lẻ chứ không phải là vì một cái ý kiến áp đặt của kiến trúc sư. Mình làm lên tivi à? Phòng con cái có hướng đông nam, nắng sớm có thể vào nhà qua một khung cửa kính có kích thước 4,1 x 1,4 mét. Bên ngoài hiên có lam chắn nắng. Kích thước của lam chắn nắng là 2,9 mét x 3,7 mét. Ánh nắng mặt trời tốt cho sức khỏe của con người, chiếu từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Hệ thống lam chắn nắng được thiết kế để ngăn nắng vào mùa hè, nhưng lại có thể đón ánh nắng và ánh sáng tối đa vào mùa đông. Nhà của mình ấy thì là nhà hướng đông nam mà nó hướng đông nhiều hơn. Đâm ra là cái nắng thì là mình cần tránh nắng hướng đông, hướng tây thì là buổi chiều ra đằng sau rồi thì mình không cần tránh. Và thực ra là nắng hướng đông ấy thì là buổi sáng từ 6 giờ sáng đến tầm 9 giờ sáng ấy. Về bản chất thì là nắng tốt cho cơ thể con người, nhất là trẻ em, nó tăng cường canxi. Thì là cái lớp lam chắn nắng của mình tính độ nghiêng là đủ để cái đến tầm 10 giờ là nắng có thể chiếu vào trong phòng. Và sau 10 giờ ấy là nắng ngược lên trên và sẽ nắng không chiếu trong phòng nữa và nó sẽ ra đằng sau. Là hướng tây buổi chiều thì là không ảnh hưởng gì mặt tiền nhà mình cả. Một phòng khách với một cửa kính lớn có kích thước 4,2 mét x 2,4 mét trở nên rộng rãi nhờ cách thiết kế không gian liên hoàn, trong khi kích thước thực tế của phòng khách là 4,8 x 6 mét. Cây xanh trước mặt tiền tạo cảm giác thư thái và làm mát cho công trình. Cùng với hệ thống lam chắn nắng hợp lý cho ngôi nhà có hướng đông nam, phòng khách không bị giới hạn ở tầm nhìn. Về cái cửa của mình ấy, thì là phần cửa mình mở rộng tối đa mặt tiền. Tối đa mặt tiền và bên ngoài thì là có trồng cây. Và phần cửa thì là mình hạ thấp xuống, nó chỉ cao so với mặt sàn tầm 40 phân, là khi nó giải phóng tầm nhìn ra hoàn toàn ra bên ngoài. Và bên ngoài thì là mình có cái khoảng cây xanh, nó là như một cái lớp vỏ bọc cho công trình. Ánh sáng một lần nữa xuất hiện rất đúng chỗ trong một không gian sinh hoạt chung. Và chính trong không gian này, chủ nhà và những vị khách có thể cảm nhận rõ rệt nhất sự hiện diện của tự nhiên.
nó có nhiều lớp không gian và tất cả không gian liên thông với nhau. Bên ngoài thì là không gian đệm là một phần cây, sau đó đến qua khoảng cửa kính lớn mở rộng tối đa, xong đến cả không gian phòng sinh hoạt chung của gia đình ấy thì là không có bày biện các thứ nhiều đồ mà để mọi người tự do hơn và liên thông đến khoảng thông tầng và nhìn thẳng xuống không gian ở dưới bếp. À, tất cả không gian nó là không gian liên hoàn, từ người dưới bếp nấu ăn thì cũng có thể nói chuyện với người ở trên phòng khách mà không có bị cản trở về mặt không gian. Mọi người nấu ăn ở trên này có thể hỏi là hôm nay ăn gì thì cũng rất là thích, hay kể cả ở những ở phòng bố mẹ, phòng đối diện chỉ cần mở cái cửa sổ ra là cũng có thể hỏi chuyện ở người phòng khách và phòng sinh hoạt chung, thì cái cuộc sống gia đình nó cũng dễ chịu hơn. Nhà lệch tầng đã giải quyết khá trọn vẹn bài toán kiến trúc cho nhà ống đô thị khi các không gian được bố trí so le nhau. Trong khi độ dốc của cầu thang không quá lớn, ngôi nhà 4 tầng với chiều cao 12m, mọi sinh hoạt diễn ra bình thường và hợp lý nhờ hệ thống hành lang và cầu thang tiện dụng. Thẳng giếng trời của mình thì là có mặt hồ nước. Hồ nước thì mình dẫn từ bên ngoài cổng và dẫn bên trong giữa giếng trời, không gian rộng, lớn. Hồ nước này thì nó có tác dụng thứ nhất là để giúp lọc không khí trong nhà. Từ gió từ bên ngoài thổi vào qua mặt hồ nước, bắt đầu là vào tất cả các phòng thì là không khí nó sạch hơn. Và mùa hè thì là mặt hồ nước này nó bốc hơi, mặt nước bốc hơi lên giúp không khí trong nhà nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Không gian bếp này ở vị trí mặc dù tầng 1, mà một chiều dài nhà rất là sâu, nhưng mà có giếng trời rất là lớn, ánh sáng nó cũng cung cấp đủ cho không gian bếp và không gian phòng ăn của nhà mình. Tầng 1 là không gian của bể nước và bếp. Ánh sáng từ giếng trời có thể chiếu xuống bể nước, rõ rệt nhất là từ tháng 4 đến tháng 8. Vào mùa hè, sự chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời là khá lớn, và nhiệt độ khu vực bể nước và bếp thấp hơn nhiệt độ hành lang tầng 3 khoảng 3 độ C nhờ có bể nước này bốc hơi và làm mát cho ngôi nhà. Việc bố trí không gian bếp liền với bể nước cũng giúp chủ nhà tận dụng được ánh sáng và nhiệt độ. Bình thường 4 tầng mà mình di chuyển quá nhiều cầu thang ấy là sẽ rất là mỏi chân. Không gian nhà mình thì là chiều dài rất là sâu và mình thiết kế là thiết kế lệch tầng, là các không gian nó lệch tầng nhau một chút. Và thứ nhất là lệch tầng ấy để giải quyết vấn đề là nếu chiều dài rất là sâu mà mình để thâu không gian nó quá sâu ấy thì nó sẽ cảm giác là trong nhà sâu quá. Khi lệch tầng ấy thì nó sẽ thu nhỏ ngắn không gian lại và cảm giác nó đỡ bị sâu, và không gian, tất cả không gian là được chuyển tiếp từ nhà phòng này chuyển đến phòng kia là không gian chuyển tiếp, và cầu thang đi lên như thế thì nó cũng giảm cái số lượng bậc từ cái tầng này sang tầng kia đi một phần, thì đi cũng đỡ mỏi chân hơn trong nhà ở. Mái giếng trời bằng kính lấy ánh sáng tự nhiên xuống các không gian. Mái giếng trời được bố trí các cửa chớp hai bên giúp cải thiện không khí lưu thông trong nhà. Mùa đông có thể đóng thêm các cửa chớp và mở rèm di động trên mái, vừa kín gió, vừa có ánh sáng. Hơn nữa, với việc thiết kế mái úp ngược sẽ tăng vận tốc gió khi xuyên qua các cửa lùa. Từ tất cả các mặt trước của mình là mình mở thông hoàn toàn. Và khi mở cửa ra cái là gió vào tất cả vào từng tầng, tầng 1 và nó theo cái lõi thông tầng của mình hướng lên trên. Và trên mái của mình thì là có nhiều cái lớp chớp ở trên mái thì nó sẽ gió sẽ đối lưu, nó thổi qua và nó hút gió từ dưới ngược lên trên. Và cả phía đằng sau nhà của mình có một cái lỗ thông tầng nhỏ cũng vừa phải để nó đối lưu không khí, hút tất cả không khí và gió từ bên ngoài đẩy ngược lên trên. Và cái lỗ thông tầng đấy nhỏ đấy cũng là một cái phần không gian để nó cung cấp ánh sáng cho tất cả không gian phụ của mình. Có thể cảm nhận được thay đổi của thời gian trong một ngày thông qua những hoạt động của các thành viên trong gia đình. Và hơn hết là nhờ sự thay đổi của ánh sáng trên những bức tường, trong những không gian riêng tư và không gian sinh hoạt chung. Thiên nhiên đã hiện diện và gắn kết các thành viên trong gia đình
trong những giây phút hòa đồng, vui chơi hay yên tĩnh riêng tư. Phòng làm việc và đọc sách được che nắng bằng ô văng giúp phòng không bị chiếu nắng trực tiếp. Đây cũng chính là không gian dành cho cây xanh. Ngoài ra, nguồn ánh sáng cũng phải đảm bảo cho nhu cầu cần nhiều như là đọc sách, viết lách. Một ngôi nhà của ba thế hệ và mỗi người đều tìm thấy được những góc phù hợp cho mình. Coi là một không gian sinh hoạt chung của gia đình, mọi người có thể lên đây đọc sách, nghe nhạc. Phía trước của mình thì là mình trồng vườn cây hoa, và đằng sau thì là cái phần thông tầng và cũng có vườn cây. Và không gian làm việc của mình thì bởi vì là kiến trúc sư mà thì là cũng có muốn nhiều cái ánh sáng tự nhiên. Rời ngôi nhà có hướng đông nam mà các giải pháp thiên về đón nắng và đón gió. Chúng ta đến với ngôi nhà có hướng tây nam, các giải pháp lại thiên về bắt gió, giảm nhiệt và che chắn nắng. Cái nhà này là không được hướng. Cái hướng nhà của nó là hướng tây nam. Và hai bên là các nhà khác rồi, cho mặt thoáng của nó chỉ có mặt đằng trước và mặt đằng sau bị giới hạn trong những cái khuôn khổ như thế. Thế cho nên là phải ý định ban đầu là phải làm một cái nhà nào nó tương đối thoáng, mát và sáng. Ngôi nhà này có chiều rộng 4,4m, chạy dài 17,2m. Nhà mặt tiền hướng Tây được chắn nắng bằng một lớp cây xanh và một lớp lam chắn nắng. Phòng khách được xây lùi để tạo nên một khoảng không gian vừa đóng vai trò là lớp đệm không khí, vừa là khoảng không gian để trồng cây xanh trong nhà. Phòng khách đã được che chắn ánh nắng bởi chính giàn cây này. Thấy là cần phải có một cái cây xanh, trồng cây xanh ở khu vực này. Thì ngoài cái cây lộc vừng đã có đấy thì chúng tôi cũng rất là vô tình và cũng thấy rất là hiệu quả là chúng tôi trồng một cái giàn gấc. Thì cái đặc điểm của cái giàn gấc này rất mát về mùa hè vì lá nó tùm về mùa hè. Nhưng về mùa đông thì nó lại tàn đi và có thể mình lại rút đi, dọn sạch đi. Sau đó cắt đi, dọn sạch đi thì nó lại trở về cái ánh sáng bình thường. Nhưng mà mùa đông lại một cái chu kỳ mới là mùa hè thì nó lại mọc lên tốt và nó lại che được nắng của cái mùa hè. Các phòng ngủ tầng 3 và tầng 4 đều tiếp xúc với nắng hướng Tây. Chính vì thế, khối nhà vệ sinh được đẩy lên phía trước vừa đảm nhận vai trò chắn nắng, vừa là không gian ngăn nhiệt truyền vào ngôi nhà. Trong không gian phòng ngủ này, có thể cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của thời gian trong một ngày cũng như giữa các mùa thông qua vệt nắng trên các bức tường. Giải pháp lấy gió tự nhiên làm mát cho ngôi nhà trở nên đặc biệt độc đáo. Vị trí, hướng mặt tiền ngôi nhà và hướng gió là gần như song song với nhau. Chủ nhà cùng với kiến trúc sư đã lựa chọn giải pháp cửa mặt tiền mở rộng đón gió. Hầm gió lớn nhất nằm ở phòng khách, có chiều cao 1,6m và chạy dài 15,2m. Qua những lam chắn nắng này, gió sẽ được đưa vào hầm gió. Trong hầm gió này, vận tốc gió được tăng lên do hình dáng vòm của mái. Việc này thúc đẩy việc lưu thông không khí trong nhà. Một phần bên dưới mái vòm được hất lên phía trên làm tăng vận tốc gió trong hầm và tăng lưu lượng không khí. Hầm gió này vừa đáp ứng công năng nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Phần mái nhà có cửa lùa hai bên nơi gió thoát ra ngoài. Vào mùa nóng, khối không khí dưới mái được nung nóng khiến khối không khí mát dưới nhà chuyển động lên trên và sinh ra áp lực âm sẽ hút gió thêm vào tầng dưới. Vào mùa đông, các cửa đón gió đóng lại khiến không khí được làm nóng
lan tỏa xuống các phòng bên dưới. Gió cũng có thể xuyên qua các hành lang được làm bằng lam sắt, khe hở cho gió xuyên qua. Đây là một công trình được thiết kế cẩn thận, chi tiết nhằm đưa ra một giải pháp lấy gió làm giảm nhiệt cho ngôi nhà. Cái hệ thống giao thông này thì kiến trúc sư cũng làm cũng rất là mạnh tay, tức là thoáng đủ cái độ rộng cần thiết để lưu thông nội bộ trong ngôi nhà, tức là rất là thuận tiện hành lang. Đặc biệt là nhà của chúng tôi nó có một cái đặc biệt là cái sàn thép. Cái sàn thép đấy là lưu thông giữa các tầng nọ, phòng nọ sang phòng kia, là cái sàn thép nó rất thoáng, nó luồn gió được cho cả từ tầng dưới lên tầng trên xuống tầng dưới. Việc bố trí nhiều hầm gió, tăng tốc liên tục cho gió, thúc đẩy lưu thông khí và mái di động, trên mái hứng được nước mưa cho vườn bên dưới cũng như tăng lưu thông gió. Các phòng đều quay ra không gian giếng trời, được ngăn cách bởi tường kính để tăng tương tác giữa các thành viên trong gia đình. Rèm tre được tận dụng để đảm bảo riêng tư khi cần thiết. Việc kết nối giữa không gian riêng và chung một cách đơn giản như thế sẽ tăng tính giao lưu giữa các thành viên trong gia đình cũng như giữa các thành viên với môi trường thiên nhiên. Nếu mà các bạn cứ tưởng tượng rằng ở các chỗ vách kính này mà là tường thì tự nhiên cái tầm nhìn của chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều, bó gọn trong cái phòng khách và cũng bó gọn trong phòng bếp. Làm cái vách kính như thế này là nó thông vừa thông thoáng về gió nhưng mà nó cũng vừa thông thoáng cả về cái tầm nhìn của chúng ta. Nhiều chủ nhà hiện nay còn khá e dè khi tìm kiếm giải pháp lệch tầng, giếng trời và hệ thống thông gió cho nhà ống và nhà đô thị. Ngoài khó khăn phổ biến là khả năng tài chính, nhiều chủ nhà sẽ rất đắn đo với việc phải dành ra một khoảng đất trống chỉ dành cho gió và ánh sáng. Bởi tâm lý cho rằng những gì nằm trong tường bao của nhà mình mới thực sự là nhà mình. Kích thước của giếng trời hay độ phức tạp của hệ thống thông gió hoàn toàn có thể điều chỉnh theo khả năng tài chính và về lâu dài lại có giá trị kinh tế khi giảm được chi phí dành cho điện thắp sáng, quạt thông gió và điều hòa không khí. Cũng như mang đến nhiều giá trị sức khỏe, tinh thần khác trong đời sống hàng ngày. Đó chính là cái sự mất để được. Không gian nhà ống nhà lệch tầng đô thị với những hướng nhà không có nhiều sự lựa chọn ngày càng cần được thiết kế hợp lý hơn. Bởi chỉ như vậy, việc tiết kiệm năng lượng trong không gian sống mới trở nên thực tế và phù hợp với điều kiện khí hậu và thời tiết tại Việt Nam. Cái loại hình kiến trúc nhà ống ấy là cũng là một cái loại hình kiến trúc rất là đặc trưng của Việt Nam. Nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà diện tích rất là nhỏ thì cái hình thức cái thể loại nhà ống ấy thì là sẽ là một cái rất là đặc trưng, nên là nó có những cái bài toán và những cái giải pháp cho những cái tùy những cái mô hình nhà, nó cũng có thể là áp dụng cho nhiều cái mô hình nhà. Ví dụ nhà hướng Tây thì là mình có thể xử lý như thế nào, nhà hướng Đông Nam xử lý như nào, nhà hướng Bắc xử lý như nào, thì nó có đều có những cái giải pháp. Nhưng mà cái giải pháp gì thì giải pháp thì là cái yếu tố gió và ánh sáng ấy, thì là mình nghĩ bao giờ cũng được nên được ưu tiên đầu tiên. Những giải pháp kiến trúc xanh có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ những thay đổi trong nhận thức của kiến trúc sư và chủ nhà. Những giải pháp này đã dám chịu mất để được. Được một không gian sống sinh động hơn, dễ chịu hơn, khỏe mạnh hơn và tổ ấm sẽ ấm hơn đối với người cư ngụ.